Bây giờ là 6 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thì hiện tại chúng tôi là vừa lắp đặt xong nhà bác Hoạch, một bộ sập thờ gỗ mít tại khu 3 Cát Trù. Bây giờ là 6 giờ tối thì chúng tôi vừa lắp đặt xong cho nhà bác Hoạch đây, bộ sập thờ Tú Linh. Hơi tối nên là không hơi rõ thì không biết, nhưng tôi có quay lại video làm kỷ niệm cho bác. Rất cảm ơn bác đã tìm hiểu sản phẩm của mình. Mọi người ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0987510806 hoặc là truy cập vào website đồ.com.